Chào anh em các bác nhé. Hôm mà dội bận quá cũng không có thời gian quay chi tiết cả từ máy cho các bác một này, làm xong sớm đấy, đóng hàng này. Quay máy trước khi gửi cho anh em các bác này. Đây là hai con 16 phép này, con 36 phép này. Hai con này thì về Tân Bình Đồng Tháp anh em nhé. Đây. Con này thì đánh vừa vật và cáp, yêu cầu anh là đánh đây, em chưa ghi tí cho đánh dấu nhé. Một cái volume cho bạn đầy đầu này, cái này nó dễ điều chỉnh anh em nhé. Đấy thì các bác mà ấy thích đơn giản và nhẹ chứ một chiếc áp này, hoặc thích bản này mới bán chiếc áp thì đều có hết nhé. Ở đây tiếp tục, đây là con 16, con này là chiếc thuyền một vần này, phải bơm pick 3 chế độ này. Đấy, em test từng cái máy một cho các bác xem nhé. Mình test con 36 trước này, chế độ số 1 là đánh cáp tổng hợp này. Đây các bác nhé, ở đây quên em đã đấu có bóp cho các bác xem. Đây chưa đấu có bóp, con này thì 3 chế độ anh em, lấy 2 chế độ cáp, 1 chế độ vợt anh em nhé, vợt tổng hợp. Đấy rồi anh có quay nó rồi mất thời gian chút các bác nhé. Đây, em cấp tải cho nó này. Con này thì anh em vừa đánh vạt và đánh cáp rất là ok này. Cái bọn này đầu này đánh chỉnh rất là dễ chỉnh. Đấy. Số 1 là đánh cáp tổng hợp các bác nhé. Đấy, các bác nghe từ máy này. Đây. Thường thường con này anh em đánh tần số khoảng tầm 70 quay đầu anh em nhé, là đánh ok này. Đây là số 1 là đánh cáp tổng hợp này. Và khi nào anh em thích đánh là con tiền ra xuyên hơn thì anh em lên số 2 nhé. Đấy. Đấy, máy rất tăng nhân lực các bác nhé. Đấy. Số 1 này. Và chế độ số 3 này là đánh một vợt nhá. Tần số các bác để khoảng tầm 220-230 này, quay đầu là đôi khi chết ngắc các bác này. Sáng muốn nổ bóng luôn. Rất khỏe các bác nhá. Khỏe luôn này. Đấy. 36 phép anh em nhé. Để cấu hình con máy anh em này. Đấy. Cái quạt này thì yêu cầu anh em thôi. Anh em thích quạt thì nắp thêm quạt. Vì đánh cáp anh em đánh tải nặng nhé. Đấy thì anh em nắp thêm quạt thì máy nó mát hơn rất nhiều. Để nó ổn định hơn anh em nhé. Đây bắn cái này. Đấy, con này đánh rất ok mà, cực khỏe, đô phi, tiết đánh cá trắng, đánh cáp. Cáp này. Đấy. Tiếp tục làm test này con máy thứ hai nhé. Con máy này là chuyên đánh vợt này, 16 phép này, con này giá nó chỉ trên 2 triệu chút thôi. Anh em đánh vợt cực khỏe này, đô phi thì bao đô phi cho anh em luôn nhé. Em test cho anh em các bác xem này. Con 16 phép này đôi khi anh em đánh phát một thôi, rất ngọt. Bao cho anh em test luôn, em cấp tài cho nó này. Con này là đoạn 1 volume nhá, một chiếc áp anh em đánh đôi khi cực ngọt luôn, đôi khi nóc chê chép các loại. Đấy, bây giờ mà test cho các bác xem là để chế độ tổng hợp nhá, volume anh em để tầm 90 giờ. Đấy. Đấy. Đôi khi anh em chạm là chết cho anh em nhé. Đấy. 16 phép giá hơn 2 triệu chút thôi, nhưng mà cấu hình con máy rất là ok luôn, rất khỏe. Đấy. Anh em có thể xem này. 4 quả tụ này. 330mm này. 2 SCR này. Đấy, 4 tụ băm này, 4 tụ anh em nhé. Đấy. Đấy.
tôi vào và biến áp E55. Có cái bản 16 phép thì em sẽ dùng E55 nhé, 20 phép thì 24 phép thì em sẽ dùng E65 nha các bác, đánh cho nó khỏe. Đấy. Theo yêu cầu của các bác, của các bác có cái bình bao nhiêu thì em tư vấn theo là đánh cho cái bình nó, cái con máy nó hợp lý nhất có thể nhé, để anh em xem và tham khảo. Đây, dây rất kẹp, rất là kẹp đồng, dây rất 2D6 chấm này, con này khỏe, to hơn mà công suất lớn thì 4 dây các bác nhé. Đấy. Nên các bác cứ yên tâm sử dụng thôi, con này đánh vật rất khỏe luôn. Anh em các bác có nhu cầu về máy thì Cano cho em nhé, sửa mua mới, sửa nâng cấp. Đấy. Cano cho em là số điện thoại 0985 932336. Em ở Xuân Trường Nam Định các bác nhá. Chào các bác, chào anh em.